Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Khi Shin và Himawari kết hợp thì chúng ta sẽ có gì nào? Một bộ đôi siêu quậy, mức độ phá hại gấp 2 lần bình thường. Nếu không tin thì các bạn hãy cùng tớ theo dõi hết video này nhé. Bên cạnh đó còn có một cuộc chiến vũ trụ cực kỳ khốc liệt với con cá ngoài hành tinh to khổng lồ. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Hai anh em. Một buổi trưa bình yên tại nhà Nohara, hai anh em Shin và Himawari đang ngủ say. Đúng là anh em ruột, cái tướng ngủ giống nhau y đúc, không nằm im được cứ ngọ ngoại liên hồi. Shin bị em bé đạp vào mặt làm tỉnh giấc nên cáu kỉnh hét loạn cả lên, làm em cũng giật mình khóc to. Mẹ Mise đâu rồi nhỉ? Em bé khóc nhè này mẹ ơi. Mẹ còn đang bận tám chuyện với bác hàng xóm ngoài vườn. Shin lớn rồi, chồng em giúp mẹ đi, lấy nước hoa quả cho em uống là được. Shin đã quá quen với cảnh mẹ buôn dưa lê như thế, chắc phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới hết chuyện. Thôi được, để anh Shin dỗ Hima nhé. Cách này đơn giản và hiệu quả thật. Vừa nhìn thấy nước cam, em bé đã cười tươi như hoa. Hima háo hức đợi anh Shin đổ nước trái cây vào bình. Mà sao kẻ ít người nhiều thế này? Anh Shin chia không công bằng gì cả. Đừng nghĩ Hima còn bé mà không biết gì nhá. Shin biện hộ, bình cao thì bề ngang bé, bình thấp thì to thôi, chứ vẫn giống nhau mà. Em bé mau uống đi, đừng để anh Shin phải nói nhiều. Một mực phản đối, Hima đập bàn mạnh, khiến cốc nước cam của Shin đổ lênh láng ra bàn và thảm. Mất ăn rồi, đã thế lại còn phải dọn nhanh trước khi mẹ vào. Mẹ mà biết chuyện này thì toi đời. Nghĩ mà Shin dùng mình, may mà mẹ vẫn đứng buôn ở ngoài cửa, vẫn còn thời gian để dọn sạch tất cả. Shin vội vớ ngay lấy mảnh vải bên cạnh. Ái chà, vải này thấm nước phết, lau vài lượt là sạch bong kim kít. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện ra, mảnh vải Shin vừa dùng chính là cái tạp dề mới mua yêu thích của mẹ. Quả này chấm hết thật rồi, phải phi tang bằng chứng ngay thôi. Nghĩ là làm, Shin giấu chiếc tạp dề bẩn xuống dưới gối. Chỗ kín thế này thì vô tư đi, chắc chắn mẹ không phát hiện ra đâu. Sau đó hai anh em thản nhiên ngồi uống nước cam như chưa có chuyện gì xảy ra. Có đồ uống thì phải có đồ nhắm mới trọn vẹn niềm vui được, kiếm gì đó ngọt ngọt ăn nhỉ. Trong tủ lạnh chẳng có gì cả, còn hộp bánh ngọt ở tít tận trên cao. Shin tìm đủ mọi cách mà vẫn không lấy được, lại còn cõng cả Hima đứng trên ghế và dùng đồ chơi để với nữa. Nguy hiểm quá, mẹ mà nhìn thấy cảnh này thì Shin no đòn. Hai anh em hợp sức vẫn chưa với tới được, phải tìm thêm sự giúp đỡ từ siêu cún Bạch Tuyết. Shin lấm lét chạy ra chuồng, mặc kệ Bạch Tuyết ngái ngủ phản kháng, cậu vẫn cố lôi đi bằng được. Tất cả lại đứng lên nhau tạo thành cái thang để lấy bánh. Trông chênh vênh sợ quá, y như rằng vì thang quá dài nên bị ngửa ra sau. May sao Bạch Tuyết bám được vào chiếc ghế đối diện và bật người lên, cái thang đã thẳng trở lại. Lấy bánh nhanh nào Bạch Tuyết ơi. Khi đã chạm chân tới hộp bánh, hai mắt Bạch Tuyết bỗng sáng lên khi nhìn thấy hộp thức ăn cho chó ở bên cạnh. Bạch Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, thay vì lấy bánh cho anh Shin, cậu đã chọn ngay hộp thức ăn. Shin và Hima ở dưới thì hí hửng, tưởng lấy được hộp bánh rồi. Đến lúc phát hiện ra, cả hai đều rất tức giận. Hộp bánh đâu hả? Đồ Bạch Tuyết ích kỷ, lấy thế này thì định ăn một mình à? Vì vẫn cần sự giúp đỡ của Bạch Tuyết thì mới đủ chiều cao, Shin đành nhượng bộ. Bạch Tuyết ăn xong rồi đi lấy bánh cho anh Shin nhé. Nhưng ai mà ngờ được, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Ăn xong Bạch Tuyết lăn ra ngủ say sưa, chả được cái tích sự gì cả. Anh em Shin lại phải tự tìm cách lấy thôi, nhưng chiều cao vẫn có hạn, chán ghê. Đúng lúc ấy, sau một hồi buôn chuyện trên trời dưới biển, mẹ đi vào nhà. Hôm nay tâm trạng mẹ đang vui nên thấy hai anh em nghịch ngợm cõng nhau trèo lên ghế, mẹ cũng không trách mắng gì, lại còn lấy bánh cho ăn nữa chứ. Shin và Hima ngồi ăn bánh ngon lành, mẹ còn pha cả sữa cacao cho hai đứa. Hôm nào mẹ cũng dịu dàng thế này thì thích biết bao. Khung cảnh gia đình đầm ấm chẳng được bao lâu, mẹ phát hiện ra chiếc tập giấy yêu thích đã bị Shin lôi ra lau nước cam, lại còn lấy gối đè lên làm bẩn cả gối. Và thế là Shin được ăn thêm một trận đòn no đít. Tập phim Nhà Nohara ở ngoài không gian. Trên con tàu vũ trụ của gia đình Nohara, trong lúc đi tìm hòn đá muối, ông nội đã bị lạc. Gia đình Nohara trên đường đi tìm ông đã gặp Mayuyu, người của hành tinh Warota, và vì một vài lý do khác, ông nội đã bị nàng tiên Rabutan truy đuổi và bỏ chạy. Trong ba lô của ông nội có chứa một hòn đá muối. Ông đã lấy nó từ hồ Warota mà không có sự cho phép. Chắc chắn hòn đá này không chỉ là một hòn đá muối bình thường nên ông mới bị truy lùng gắt gao như thế. Đúng vậy, nó là một viên đá hộ mệnh nằm xung quanh hồ Warota, quê hương của Mayuyu. Chỉ cần mất một viên thì sức mạnh của hàng rào bảo vệ sẽ bị suy yếu, vì vậy phải đưa nó trở lại vị trí sớm nhất có thể để giữ Anago ở trong hồ. Tại hành tinh Warota, linh giác phát hiện có điều gì đó không ổn tại hồ nước. Từ dưới nước bỗng nổi lên một con quái vật cá khổng lồ, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lúc này, tàu không gian của nhà Nohara cũng kịp tới nơi. Qua camera, Mayuyu đã nắm được tình hình nguy cấp hiện nay. Ông nội sẽ phải đặt hòn đá về vị trí cũ, vì ông mà mọi chuyện mới ầm ĩ như thế này. Anago có sức mạnh rất khủng khiếp, chỉ cần há miệng đã hút hết bao nhiêu robot chiến đấu vào trong. Phải nhanh chóng đặt hòn đá lại để cản con quái vật trước khi nó phá hủy cả thành phố. Bố cùng nàng tiên Rabutan và ông nội sẽ lái xe đến hồ, còn mẹ Mise ở lại trông chừng, bảo vệ Shin và Himawari. Nhiệm vụ của mẹ xem ra cũng mệt phết đấy. Thoát một cái đã thấy ông con ra xin in thư bốn chị xinh đẹp rồi. Bố định sử dụng chiến thuật đi đường vòng và bay thấp để tránh tầm nhìn của con quái vật, nhưng nào ngờ lại thất bại, con quái vật đuổi ngay đằng sau. Chỉ một cú hích, con quái vật đã làm chiếc xe bay xa hàng cây số. Mọi người đứng trên đài quan sát không khỏi lo lắng, tình hình có vẻ căng quá. Mayuyu và Shin lái robot của Haruka đến để hỗ trợ bố.
phi thuyền của bố đang bị mắc kẹt trên ngọn cây, không nổ máy được, mà quái vật thì đang tiến đến gần. Đúng lúc nguy cấp, robot đã kịp thời xuất hiện và đánh lạc hướng con quái vật. Nhưng chỉ được một lúc, khi xe của bố đang cố đi về hướng vị trí đặt hòn đá, thì nó lại đuổi theo. Xe bố hỏng rồi nên đi chậm quá. Robot đã bay đến đẩy nhanh tốc độ, nhưng bị quái vật hất văng. Được rồi, nếu quái vật thích chiếc xe này đến vậy, thì chúng ta đổi nhiệm vụ. Robot của Mayuyu và Shin sẽ đi đặt lại hòn đá, còn xe của bố sẽ chặn được một quái vật. Gần đến nơi thì quái vật lại mở to miệng, hòng hút hết mọi người vào trong. May mắn thay, mẹ Mise đã lái phi thuyền đến giải cứu. Vừa cứu mọi người, mẹ vừa xót hết cả ruột. Cái nhà phi thuyền này vẫn còn một khoản trả góp 32 năm đấy. Mayuyu và Shin đã kịp thời đưa hòn đá về đúng vị trí của nó. Sức mạnh của hàng rào bảo vệ đã được khôi phục ngay lập tức. Con quái vật hét lên trong đau đớn, nhả hết các robot nó đã hút vào ra, rồi bị nhốt lại xuống hồ. Hành tinh Warota đã trở lại bình yên, nhà Nohara tiếp tục hành trình ngoài không gian. Anh em Shin đang ngồi tạm biệt các chị gái xinh đẹp của Warota qua TV, còn mẹ thì đau đầu tính toán, cái xe hỏng hẳn rồi, ngôi nhà phi thuyền thì bị hỏng hai vòi phun, còn nhiên liệu và các thứ khác cộng lại nữa, ông nội thanh toán hết nhá, chuyện này tại ông mà ra cả đấy. Ông làm gì có tiền, đừng keo kiệt vậy mà mẹ Mise. Tập phim đặt tên cho em bé. Tại trường mầm non Action, các bạn rất tò mò về em gái của Shin. Shin bảo tên em bé là Pionko. Cái gì vậy? Cái tên quá buồn cười khiến các bạn đều ngạc nhiên. Thì Shin thấy mẹ thường gọi vậy khi em bé tức giận mà, còn tên thật thì vẫn chưa quyết. Thế mà bảo là có tên rồi, chán ông Shin này ghê. Với ý nghĩa mong muốn em bé lớn lên dễ thương và ngoan ngoãn, Nene nghĩ đặt tên giống mình là tuyệt nhất. Tên ấy cũng hay, nhưng như vậy sẽ không phân biệt được với Nene. Vậy thì Nenemi thì sao? Quý lắm mới tiết lộ tên Nene để dành cho con gái sau này đấy. Có hơi tự luyến quá rồi không bạn ơi? Hình như không ai quan tâm đến ý kiến của Nene lắm. Các bạn đang tiếp tục bàn luận. Quá đáng, đã thế đừng hòng lấy tên Nene hay Nenemi nhá. Kazama đề xuất, hay là chọn tên em bé theo các nhân vật lịch sử nhỉ? Nhưng nhân vật nào thì Kazama không biết. Đúng là chẳng nhiều vả được dịch gì mà. Bo thử cho ý kiến xem nào. Bo ngậm nghĩ một hồi lâu. Scarlett thì sao? Vừa nói vừa biểu diễn luôn. Scarlett như trong vở hài kịch ấy, vừa hay vừa lãng mạn, cả đám vỗ tay tán thưởng. Vậy thì chủ đề hôm nay ở lớp sẽ là nghĩ tên cho em bé của Shin. Mà sau nghĩ màu xanh sẽ rất hợp, nhưng vì họ Nohara của nhà Shin nghĩa là cánh đồng, Midori Nohara sẽ là một cái tên rất đẹp. Shin nhận ra cái tên này trùng với tên của cô giáo. Nhỡ đâu mang về loa bé và mãi vẫn không có ai cầu hôn như cô thì sao? Phải trải qua những ngày nghỉ trong cô đơn thì Shin thấy có lỗi với em gái lắm. Đúng là nhịn không nổi với cái đám học trò này mà. Cô giáo tức giận, cao một đường thật dài lên bảng. Ai nghe tiếng cũng ghê tai. Cô sẽ viết tên mà các bạn trong lớp đã nghĩ ra lên bảng để Shin có thêm nhiều lựa chọn. Ui, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn quan tâm đến Shin quá. Vừa về đến nhà, Shin háo hức lôi tên em bé đã chọn ra khoe với mẹ. Vì các bạn cho rất nhiều tên hay nên Shin đã ghép lại thành một cái tên rất dài. Ông anh trai này rắc rối, nhưng nhiều lúc cũng dễ thương và cưng chiều em bé ghê ha. À, ông bà nội đến chơi này. Tối nay ông bà sẽ ở lại ăn cơm với nhà Nohara. Ăn xong, ông dạy bố nghi thức đặt tên được lưu truyền lâu đời trong gia đình. Đó là mỗi người sẽ tự viết một cái tên mà mình muốn đặt cho em bé, sau đó gấp thành máy bay giấy. Cả nhà cùng phi máy bay của ai bay lên cao lâu nhất sẽ được chọn làm tên cho bé con. Nói rồi cả nhà cũng bắt đầu trổ tài, ai cũng mong chờ tên của mình được chọn. Nhìn cái máy bay giấy của Shin vừa xấu vừa nhăn, thế mà cuối cùng lại về nhất đấy. Ông nội đọc to rõ ràng tên mà anh Shin đã viết, đó là Himawari, hoa hướng dương. Cả nhà cùng vui, em bé có vẻ cũng rất thích cái tên mà Oni-chan đặt cho mình. Và đó là câu chuyện về nguồn gốc cái tên của em bé Himawari, thật là một cái tên đẹp và ý nghĩa đúng không nào? Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp mình nhé. Lớp học truyện tranh sẽ quay trở lại với nhiều tập phim hay hơn. Cùng đón chờ nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!